Em Tâm xin chào cô chú anh chị em mình ha, giới thiệu cô chú anh chị em mình một dàn nhạc nhạc sóng mini công suất lớn anh em ơi. Em mới gắp xong ha. Anh em chơi được thì alo ha. Số điện thoại là 0346552213 ha. Dàn nhạc này là em mới giờ gắp, cấu hình là một cặp full 3 con 76 nha anh em. Full 3 cặp con 76, hai cái loa bass trên là hai loa 7 nha anh em ha. Tiếng cực kỳ sáng, bass sâu ha. Chép 450 ha, vỏ sơn xịn sò ha. Rồi cặp dưới là cặp bass con 100, bass 40 con 100 nha anh em. Vỏ sơn mới luôn nha. Vỏ này sơn này mới luôn nha. Đây. Cái này em quay cho anh em coi nha. Anh em nào muốn biết chi tiết thì liên hệ số điện thoại em là 0346854213, em có Zalo, kết nối Zalo rồi em quay test âm thanh cho anh em nghe nha. Tại em quay YouTube rồi âm thanh nó bị hay bị dính này dính kia bản quyền anh em. Không quay test âm thanh được nha anh em, thông cảm nha. Đây thì cấu hình máy của em đó. Đây. Xài một cái cặp Misua nha. Misua anh em ơi. Một cái năng tiếng ha. Một cái năng tiếng, một cái vang cơ ha anh em ha. Cái vang cơ nhét của Bluetooth luôn ha. Hiện tại em đang có Bluetooth nhét luôn nha. Rồi. Một cục tẩy. Một cục tẩy này 2000W một kênh nha anh em. Hai kênh là 4000W ha. Chạy nguồn cơ ha, nguồn cơ cái này tăng thu 30A nha. Anh em trong nghề nói là biết liền ha, cực kỳ lớn ha. Đánh được một cặp súp và một cặp full đôi 40 nha anh em. Hiện tại thì em chỉ chơi một cặp mini cho nhỏ gọn anh em mình chơi ha. Tiếng thì bao lớn bao sáng anh em ha. Rồi giá bán một chọn bộ là 11.500.000 nha anh em. 11.500.000 một bộ cung lên vừa và cấu hình vừa gắp xong y như cấu hình anh em ha. Hát là bao rung nóc nhà hàng xóm nha anh em. Rồi cái lo kéo này thì em gáp rồi có test luôn nha anh em. Công suất là nó là xài chép 750 ha, một con chép 750, một cặp lo bát. Lo bát này là nét sò ha, lo bát này là bát xịn anh em ha, con 75 kg bao sáng bao chắc ha, cũng bao lực ha. Chạy mạch lắp đê 1000W nha anh em, này má chạy mạch lắp đê 1000W nha. Rồi con này bán 6.800.000 anh em ha, bao ship trong tỉnh anh em ha. Rồi cảm ơn các chú anh chị em rất là nhiều quan tâm theo dõi ha. Tivi cũng còn nhiều ha, sáng giờ em bán cũng hết 5 cái tivi nha anh em. Rồi cũng còn một số cái nha, mấy cái mà giới thiệu hồi sáng 1.3-1.4 là em bán đã hết nha anh em. Anh em hỏi sao cũng cảm nha. Rồi cảm ơn các chú anh chị em theo dõi nha. Anh em cầm thì cứ liên hệ em nha. Lo là cũng còn, lo bát là cũ cũng còn, anh em chép cũng còn nha. Mua ra có luôn ha, bán mình lý giá rẻ của chú anh chị em mình luôn nha. Rồi cảm ơn các chú anh chị em rất là nhiều.